Dạ, câu hỏi còn nhiều quá hả? Chắc phải buổi nữa, thêm một buổi nữa. Tại vì á, trả lời cái trả lời câu hỏi á, mà trả lời qua loa đó thì sư không có yên, mà trả lời cụ thể thì nó sẽ mất nhiều thời gian. Đây, xe thầy Quỳnh xe cái video này. À. Đây là video một vị trưởng lão biết trước là mình sẽ mệnh chung và có cái lời căn dặn, không biết có thấy rõ không? Và có lời căn dặn, và sau đó là ngài chánh niệm và ngày mệnh chung đấy. Đấy, tức là ngày ngày vẫn còn đấy, và ngày chuẩn bị, và không lâu nữa là ngày mệnh chung và chư tăng đảnh lễ. Đấy, tức là bây giờ là ngày là mệnh chung đấy. Đấy. Đấy, và chư tăng đảnh lễ ngày lần cuối và sau đó là đưa ngày đi. Đấy. Thì vị này hỏi là hình ảnh này có tương tự với hình ảnh Đức Phật nhập Niết Bàn không? Thì thưa quý vị như thế này nè. Đầu tiên á là một vị mà có tu tập và thiền chỉ, tu tập và thiền chỉ và quán đến một mức độ nhất định ấy. Thì một á là do cái lời nguyện của các vị đó, hai là do cái năng lực định của các vị đó, mà các vị đó có khả năng biết trước cái giờ mà mình chuẩn bị lâm chung. Như là ngày như là ngày giới nghiêm hả? Như là ngày giới nghiêm. Ngài biết trước là cái nghiệp của ngài nó sẽ trổ vào khoảng 9 giờ sáng và ngài sẽ mệnh chung. Và ngài báo cho các vị ở chùa chuẩn bị, và sáng hôm đó là ngài đi thực và ngài bị xe nó tông và ngài mệnh chung. Và cái kiểu mệnh chung của ngài cũng rất là đẹp, đó là ngài nằm nghiêng một bên và ngài lấy y ngài che mặt ngài lại. Tức là có những vị mà mình tạm gọi là những vị mà có hành thiền ấy, thì các vị đó có khả năng là biết trước được là cái giây phút mà mình mệnh chung và có cái sự căn dặn với độ chúng, và sau đó các vị đó chết có sự chuẩn bị, chết có sự chuẩn bị. Và quý vị hỏi là có tương đồng với Phật hay không thì phải nói là sẽ không chắc, bởi vì Đức Phật là ngài viên tịch, Đức Phật ngài viên tịch tức là ngài không còn tái sanh nữa. Còn những vị như thế này thì mình không biết là các vị có chứng thánh hay không, có chứng A-la-hán hay không, và không chứng A-la-hán thì làm sao mà giống như Phật được đấy. Rồi một điểm nữa là Đức Phật trước khi mà ngài nhập diệt á, thì ngài có nhập vào các cái tầng thiền, sư không có nhớ rõ là mấy triệu lần, tức là nhập sơ thiền, xuất sơ thiền bằng rồi nhập nhị thiền, xuất nhị thiền cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ bằng tất cả 40 đề mục thiền chỉ đấy. Còn vị này thì không chắc là vị này có làm cái chuyện đó hay không thì mình cũng không chắc,
Cho nên là cái chuyện mà có giống hay không thì mình không biết được. Cho nên là mình không biết là có phải vị này niết bàn hay không, tại mình đâu có biết là vị này có chứng thánh hay không.